Hello anh em, đến với kênh Khương Dừa. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một con game Bingbot và kiếm tiền rất là ok và đang trên đà phát triển. Hôm nay mình cầm với số vốn là 100k vào trải nghiệm chơi test thực tế cho anh em vào và kiếm cơm cùng với mình. Thì nay mình vô trải nghiệm con game poker. Thì tầm 100k thì mình sẽ chia vốn ra đánh 20k đầu tiên. Rồi, cây 6, 5 này, dưới này. Mẹ ra át anh em ạ. Đang rất là hơi căng thẳng tí anh em. Tại đánh liền 100 thì nửa ngày công rồi anh em ạ. Nên vậy anh em cứ đánh từ từ và bình tĩnh cho mình. Rồi ok, úp 100k. Dưới này, trên này, dưới này, trên này, dưới. Thôi nhận anh em ạ. Ok. Rồi bọn này mình cứ đếm mà chơi thôi anh em nhé. Với con game này thì anh em chơi thì anh em ấn vô đường link ở dưới mô tả video hoặc là comment, mình có để cả nhóm nhận co dê cho anh em nhé. Anh em khi tải về anh em nhận co dê vào nhóm Telegram, co dê 20k cho anh em trải nghiệm chơi, và min rút con này là chỉ 50k mà thôi. Dòng game này thì rất là nhiều dòng rồi nên loại anh em cũng không khá là bờ ngỡ gì. Nếu anh em nào mà mới vô tải trải nghiệm thì anh em liên kết số điện thoại vào cho mình, rồi liên kết cả ngân hàng, rồi sau đó anh em gửi ID của anh em vào nhóm nhận code là sẽ có code trải nghiệm cho anh em nhé. Rồi ok, thì lại quay trở lại với lật bài. Với giờ số 400k mình đã lên được 100 và giờ gần 300k rồi anh em ạ. Chuẩn bị là 300k thì mình rời con game này nhé, rời con game poker này và mình sang trải nghiệm con game khác. Mỗi con game thì chúng ta nên trải nghiệm chơi một tí, từng tí một, không nên là ăn nhiều để cho chúng nó nhả đó. Và anh em khi chơi nhiều anh em sẽ có kinh nghiệm, bởi vì khi chơi poker mà hay ra con 5 thì nó hay ra dưới, và dưới thì hay ra con 2 ấy. Mình kinh nghiệm chơi là như vậy. Ok, giờ đã có 300k thì mình vô tài chịu này. Đấy, mình vừa nạp 100k vào trải nghiệm chơi anh em luôn. Giờ mình vừa loát lại chơi tài chịu này. Ok, ấn vô và chơi luôn anh em nhé. Thì hiện giờ đang là nhìn dây tài anh em ạ. Được, đang lát một tí anh em ạ, đang loát nhé. Thì bắt đầu cược này. Đang dây tài. Bọn này mình đặt tài luôn anh em ạ, theo dây tài luôn. Anh em đánh 50k và sau mà anh em không ăn được anh em đánh 100k hoặc gấp 3 lên cho mình. Đó. Ôi, lại sang xỉu anh em ạ. Hết dây tài rồi. Bọn này mà dây tài là mình hút no luôn anh em. Thường là phải 5 cây, 6 cây tài nếu mà là một dây. Thì xỉu thì giờ mình tiếp tục đánh tài anh em ạ. Tại là mình chơi thì mình cứ với số vốn của mình nhiều, như vậy thì mình cứ đánh tài, mình gấp 3 lên luôn anh em nhé. Rồi, khui này. Húp, húp không em? Quá, lại ra xỉu đấy anh em ạ. Quá, còn 100k lại về lại vốn anh em. Khỏe nữa. Quả này tài tiếp anh em. Tất bay vô tài luôn anh em. Ngoại mình quả này không vô tài mới là lạ anh em ạ. Chắc chắn về tài 2 triệu rồi. Cầu 21 nha anh em. Cầu chắc chắn là cầu 2 thôi. Về 1 100k húp liền. Quả này húp liền. Và mình có nhận kéo cho anh em chơi tài xỉu nha anh em. Mình sẽ kéo và chơi vốn cho anh em, bảo toàn vốn cho anh em chơi. Mình sẽ kéo lên cho anh em từ 100k lên tầm 200-300k là nghỉ nha anh em. Đấy, kéo vốn cho anh em free lần đầu. Anh em vào nhóm nhận content của mình và sẽ chơi trải nghiệm. Anh em mà thấy ngon, ok, kiếm tiền, anh em nạp tiền vào và chơi tiếp tục. Rồi, bọn này lại về xỉu anh em ạ. Cầu đúng cầu 21 rồi. Bọn này này thì mình với số vốn gần 400k. Thì cây này mình đang phân vân giữa cầu 11 và 21 anh em ạ. Rồi, đang thấy 21.
mình cho mẹ sang cây xỉu đi. Nhiều khi chạy dây thì mình cứ ăn xỉu cho no anh em nhé. Cứ ăn cây xỉu mà đạp tiếp cây xỉu. Húp 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 ạ. Mai lúa không về anh em ơi, lúa đi rồi. Ngoại 240 này. À, toàn đại gia anh em ạ. Khi nào mình mới đại gia như mấy ông lớn kia nhỉ. 16 củ này, mình mẹ cầm 100k này. Sang xỉu tiếp 200k. Anh em cứ theo cho mình. Không ăn, lại theo tiếp. Đó, về xỉu. Đây, khi video này ok lên view, video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi và bật mí cho anh em các thủ thuật bằng cách anh em đăng ký kênh và like video mạnh cho mình nhé, để cho mình làm những video chất lượng hơn. Rồi ok, con này đặt tài này, cầu 1-1 rồi anh em ạ. Tài đó, để nhận biết cầu 1-1 hoặc là dây tài dây xỉu thì video sau mình sẽ bật mí. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh, like mạnh tay và comment một comment nào đó cho mình, và mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Game thì đã hỗ trợ cho anh em hoàn toàn và để nhận content. Ok, tiếp tục cầu giờ 1-1 đánh xỉu 215k, húp tiếp anh em ạ. Đó, cầu 1-1 là húp liền lên 800k anh em ạ. Quả này mình phang lên tầm một củ là mình dừng tay rồi anh em ạ. Từ 100k lên một củ là quá ấm áp với mình rồi. Ngày công của mình kiếm được có 200-300k, này được nghỉ 3 ngày liền, quá là ấm. Đặt đăng cầu 1-1, theo nào là theo anh em nhá. Khi nào nó bẻ thì mình mới không theo. Đó, tài này. Chứ nó đang theo cầu 1-1 mà anh em bẻ cái là anh em tiếc, hơi bị tiếc. Rồi anh em lại theo, hơi bị thao túng tâm lý luôn. Rồi ok, với dấu một cụ này mình sẽ ra và mình rút luôn anh em nhé, để báo cho anh em xem lịch sử rút thành công luôn, con game này uy tín như thế nào. Ok,